thì mình phải biết cách đưa dòng nước cho nó để mình chiết xuất. Thì Gabi này nó thay thế cái việc đó là vì nó sẽ tự có một cái bộ chia nước như thế này. Anh chỉ cần tính toán lượng nước anh đổ vô trên từ cái phễu này, nó sẽ tự chia nước đều ra và nó ổn định á. Nghĩa là ly cà phê của anh lúc nào cũng sẽ nằm từ 6 tới 7 điểm. Không được 10 nhưng mà chắc chắn không được 6 7 điểm kiểu vậy. Thì cái dụng cụ này em thấy khá là hay. Được cô bên trường dạy giới thiệu. Đây, nó là như thế này. Chỉ còn ăn cán giấy, cho cà phê vô, xong đặt cái này lên, xong đổ nước từ trên đây xuống, tự nó chia, tự nó chiết xuất. Chưa hiểu được cái mechanic của nó cho làm sao nó tự chia được ta. Nó có một cái này nè. Nó giống như là có, bây giờ nó có một cái máy brewing luôn. Máy brewing là nó, mình không cần phải tính toán. Dù cho quá nhiều nước mà làm nhiệt độ rồi sao? Thì cái đó thì là do mình rồi, còn cái này là mình tính toán được tỷ lệ rồi. Ví dụ như anh xài tỷ lệ 1 gram cà phê 15 gram nước thì anh cứ, ví dụ anh bỏ vô 20 gram cà phê, anh bỏ 18 gram hạt đi ha, xong mình biết sao rồi, xong mình phải pha cho mình biết. Thì thường nó có một cái tỷ lệ chuẩn, thì tất nhiên phải pha vài lần thì mới biết là nó phần hợp cái tỷ lệ như thế nào. Cà phê nè, cà phê có thể ngửi thử luôn. Ngửi thử nha mọi người. Mày khổ không thấy gì ta? Cái Gabi này nó ổn định, nó cái là nó mang tính chất ổn định cho người pha. Thì mình không phải tính toán là mình phải đi, tại vì cái đi nước nó rất là quan trọng. Nghĩa là ví dụ như VCity này anh phải đi nước, nghĩa là anh đi đều tay, anh phải uống nở cho kiểu đúng không? Cái này không cần gì hết. Cái này nó khá là thú vị. Giờ đây là 20g cà phê đúng không? Thì em sẽ là 300g nước, tỷ lệ 1:15 đi. Cứ đổ vô trước là 30g nước trước cho nó nở nè. Cứ đổ vô đây thôi. Nó sẽ rớt xuống đây nè. Nó rớt vô cà phê từ từ. Đỡ mất công cho mình phải nhỏ giọt từ từ vô cà phê. Tại vì chiết xuất là phải, anh phải đi được cái vòi cổ ngỗng này, anh phải đi chậm chậm đó. Thì cái này không phải làm gì hết, nó tự nó chia nước cho mình hết rồi nè. Cái này nó khá là hay ở cái khoảng đó. Em nhìn thấy thì nó vẫn giống như kiểu mà pour over truyền thống ha. Không, cái này đâu có cái gì, thì nó vẫn là pour nhưng mà mình không phải, cái người pha họ không phải đi nước, họ không phải tính toán tỷ lệ gì hết. Không phải theo dòng đó, kiểu không phải biết quá nhiều đúng không? Dù bỏ đi 200g nước nè. Rồi đó, sao kẻ cái góc độ của anh không biết pha gì hết ha, sao nhìn vô? Hả? Nè, đó, nó bắt đầu nó. Chiết xuất đi thì cái nhiệt vô cà phê nó vẫn giữ vững, còn nếu mà thủy tinh thì nó sẽ hấp thủy tinh hoặc là sứ nó sẽ hấp nhiệt vô trong cái dụng cụ á, nó cũng tại sẽ vì mất nhiệt. Mọi người xưa giờ là nhựa với lại nhiệt á là không kết hợp á. Đúng rồi, ai cũng nghĩ vậy cho tới khi xài đồ sẽ thấy là xài đồ nhựa nó vẫn tốt hơn á. Là nhựa xịn mới được hả hay sao? Hay đúng rồi, phải là nhựa xịn, ví dụ như mấy con nhựa, ví dụ nhựa đủ chuẩn dành cho thực phẩm. Ngày xưa mình cũng ăn tiên nhựa, sau này sẽ túp que đó. Ví dụ xài mấy cái hộp đựng túp que thì mình quăng lò vi sóng, mình lấy ra mình không bị nóng tay. Còn nếu ví dụ ở xài thủy tinh đi thì bê ra dễ bị bể vỡ. Dù nó có thủy tinh cường lực đi chăng nữa thì nó vẫn dễ vỡ. Nó tự chiết khớp, anh đâu phải lại. Nó có những dấu chấm không? Đó, chính là đường nước của cái này nó đi xuống. Nó đi qua cà phê này và... nó khác gì phim, khác gì bô bình thường. Bô bơ bình thường sẽ thấy nó thành một cái dòng xoáy. Tại nước mình phải đi hình tròn. Thì cái này đi nước là nó tự tính rồi đúng không? Đúng rồi, nó tự tính toán. Còn khác gì phim nữa? Phim thì... Phim chạy chậm hơn. Phim phải chạy chậm hơn. Và cà phê dành cho phim thì nó sẽ đậm hơn rất nhiều. Thật ra đậm là do người Việt Nam muốn đậm thôi. Còn nếu mình ví dụ như hai con phim thì anh sẽ thấy một con phim của Starbucks dạng anh không hiểu sao mọi người thích uống đậm, anh thích kiểu vị chua chua một tí á. Tại vì người Việt
người Việt Nam quen rồi. Không, nhưng mà cảm quan thật sự nha, cảm quan thật sự. Khi mà anh ngửi một cái loại cà phê mùi đậm á, anh thấy cái thích hơn. Nè, cái fin nó sẽ có, nó gọi là cái filter nè. Cái lỗ của tụi nước ngoài nó to hơn và dễ chảy hơn. Người Việt Nam nhìn thì cảm giác không to nè, nhưng mà nó rất là fit, chảy chậm cực kỳ. Cái này của Starbucks, cái này là của Kim Hạc. Thật ra thì cùng từ một nhà Kim Hạc sản xuất á. Starbucks làm từ nhà Kim Hạc á. Oh. Nên chúng tôi quyết định là chọn phim Kim Hạc. Là biết được nhà có sao không vậy? Không sao. Không sao. Không biết được, cái đấy là... Cái này... cái này là của em. Cái mít mà ai cũng tự nhận đúng không? Thì coi như đó là kiểu giả thuyết thôi, không phải khẳng định là được. Đúng rồi. Tính ra buôn cà phê dễ chứ buôn thiệt. Chỉ việc đổ nước thôi. Và cung cấp nơi bán là Barista School. Giờ biết cậu bán không? Chắc còn, hỏi cô cho cô bán bán. Wow, đây là thành phẩm nè. Định nghĩa pour ba lần là sao? Nghĩa là có ngọt, có đắng, có chua, có thơm. Uống vô nó cân bằng. Còn nếu mà under nó, anh uống vô nó sẽ cảm giác nó bị loãng á. Cảm giác nó bị, thuật ngữ chuyên ngành nó bị watering. Nghĩa là miệng mình cảm giác là nước nhiều hơn cà phê. Còn bị over thì nó sẽ bị đắng vì cái lượng cà phê nó nhiều hơn nước, kiểu cảm giác vậy. Nó bị chát đắng và thấm thơm nhiều. Hương vị không có nhẹ nhàng phong phú. Còn cái này thì nói chung là một người không biết bua thì vẫn có thể được khoảng 6 đến 7 điểm. Perfect. Tại vì bua ra một bình 6 đến 7 điểm là đích đến thì rất tốt rồi. Thì à. Ủa, hàng này hàng gì vậy? Ethiopia Sidama. Ethiopia Sidama. Mời khách mà có cần phải chơi lớn gì không? Tại vì không, ở nhà chúng tôi uống gì hết. Mồm chúng tôi uống ngon quen rồi. À nha, dạ, dạ, nói nha, gáy nha, lên clip hết nha. Tối nay có clip luôn nè. Tại vì bình thường em không ngon gì em không uống. 15 nè. Mình mua lộn giấy này là hơi xấu. Nó hơi, ủa là nó bị chật luôn, bị rộng quá đúng không? Bị cao. Tức là phải mua một cái giấy nhỏ hơn. Con cup ạ. Cái này là giấy. Ví dụ mình không xài giấy thì sao? Không được. Bắt buộc phải xài. Chứ nó chảy bột xuống, nó bị chảy cái cạn xuống. Rồi mình biết làm sao phải chọn được cái loại filter phù hợp bây giờ. À, thì chỉ cần đúng size thôi, cái này mua lộn size. À, với cái nhỏ hơn nữa là đúng rồi, với cái phễu của mình thì mình sẽ lựa chọn giấy xem nó có vừa cái phễu của mình hay không. Thì thường nó sẽ phân ra giấy one cup, two cup hả? Ờ, giấy one cup, giấy two cup. Cái giấy... Vậy giấy nó cũng là một cái phần cưng. Xịn sò và rất là nhiều. Có giấy tẩy, giấy không tẩy. Nên xài giấy tẩy không? Nhiều lắm. Cái đấy là giấy VCT. Ví dụ đó sẽ có cái này nè. 1 to 2 cup nè. À. 2. Và hình như cái này là mua lộn cái 2 đến 3 cup à. Ừ. Hay là 3 đến 4 cup à. Cái này là 3 đến 4. Cái này nó vì nó đang ở trong nguyên phách của nó, nếu như mà gỡ ra thì nó sẽ rất là to. Giấy thì bữa nay Trung Quốc cũng có sản xuất tốt. Nhật Bản thì có Hario. Trung Quốc thì có rất nhiều. Trung Quốc có cà phê Decone. Và giá tốt hơn. Giá tốt hơn và chất lượng cũng tạm tạm. Trung giấy cũng quan trọng lắm. Tại sao? Tại vì nó là một cái bộ lọc thì nó cũng có những cái vấn đề liên quan. Ví dụ như mà ăn xài chúng cái rỡm nó có mùi. À nó kéo cái bị xuống nha. Đúng rồi. Không. Giấy khô quá. Giấy thô thì nó cũng sẽ khó uống. Giấy mịn quá thì nó lại nó làm cái vị cà phê nó clear quá. Nó cũng không còn vị gì nhiều. Như việc cái này là filter mà nó lọc mà. Khi mà nó cũng ảnh hưởng phần nào chứ nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Nó giống như kiểu là anh đi qua bộ lọc ba bộ lọc nước á, đi qua lọc 5 hay 10 cột hay là bộ lọc RO hay bộ lọc bù khóa thì nó cũng sẽ như vậy. Đúng rồi. Kiểu ảnh hưởng tới vị của nước. Đúng rồi đó. Đây là bọn em còn chưa chơi đến gọi là đá. À, thấy kiểu mà đá nhập khẩu ấy, nhập trong bịch riêng luôn ha, đúng loại đá. À, trong cà phê này có một loại đá khác nữa. Đá khoáng để pha vào màu nước. Màu trắng uy chiên một cục á, gọi là một khoáng á, hòa vô nước xong rồi. Ba quay kém xong sách về cái nước không bây giờ sao? Còn đâu bỏ đá lại hả? Nghĩa là
người ta sẽ hòa cái nước đó vào thành, hòa cái bột đó vào một cái bình nước theo tỷ lệ. Theo tỷ lệ, và thường thường thì sẽ ở những cuộc thi sẽ xài cái nước đó thôi, hoặc là những ai kỹ tính. Tại vì nước là yếu tố quan trọng nhất mà. Nước sẽ rất quan trọng trong pha cà phê. Thì cái gì cũng vậy hết á, đã xài đã gọi là pha chế có đủ nước là nước. Tôi tưởng là yếu tố quan trọng. Chè cũng vậy. Thì pha chế như vậy là xài nước có sẵn chứ. Thì đúng rồi, nước ban tổ chức sẽ chuẩn bị thì thường sẽ là những cái loại nước mà những cuộc thi quan trọng thì sẽ xài những cái nước như vậy đó. Nghĩa là người ta sẽ kiểm định nước từ đầu. TDS phải cỡ bao nhiêu phần trăm, rồi như thế nào, rồi làm sao. Nó có một cái bộ quy chuẩn riêng. Trà cũng vậy mà. Nó ví dụ như nước mà anh bị nước acid thì uống rất là dở. Từ hồi trước tụi em chưa bù khoáng, quán nước bị acid á, uống mọi thứ nó dở lắm. Sau bỏ thêm tiền mua cái cục bù khoáng, pH nó lên thì nó mới ổn. Cái đó nó quan trọng lắm. Uống nước mà nước, nói chung là nước là thứ quan trọng nhất. Giống như việc giờ cho anh uống một Coffee, với nói chung là những cái hãng nước mà gọi là nước tinh khiết hả. Xong rồi anh uống qua những cái nước khoáng thì anh sẽ thấy là nước khoáng nó có cái độ có vị nhiều hơn đó. Thì anh có thể uống nước lọc RO, sau đó chạy ra cửa hàng mua chai nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo. Nó sẽ rất là ngon. Tức là Vĩnh Hảo ngon. Vĩnh Hảo rất là ngon luôn. Respect Vĩnh Hảo. Vĩnh Hảo cái loại mà có ga bào đã, uống nó mặn mặn luôn. Có một Vĩnh Hảo mua ở vùng Vĩnh Hảo. Vùng Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo muốn ngon nhất thì hãy chạy xuống cái vùng Vĩnh Hảo đó mua. Nó sẽ ngon hơn ở trong siêu thị này. Không nghĩ là không, đó là cũng có cao tốc Vĩnh Hảo đó. Vĩnh Hảo đó. Thì đó, anh chạy hết cao tốc là anh kiếm mua được cái đấy liền. Anh đi hôm cao tốc đó khai trương luôn mà anh không nhận ra điều đó. Ê, hôm bữa tụi em cũng đi xong rồi tấp vô cái mấy cái chỗ ven ở đó người ta bán nước nhiều lắm, xong mua thử một cùng. Nghĩa là kiểu như là chỉ là một cái brand thôi chứ không nghĩ là cái nơi xuất phát nguồn gốc của đó là Việt Nam mình làm chưa tốt về branding. Việt Nam làm không tốt. Chứ thật ra em thấy uống có body tốt. Vĩnh Hảo trà nước, ngon. Nước Vĩnh Hảo rất là ngon. Như vậy kiểu mà boost lên á thành hàng cao cấp và xuất khẩu không biết cỡ nào ha. Tôi cảm thấy như một chai Vĩnh Hảo 150. Có xuất khẩu ở Nhật. Nhờ, Vĩnh Hảo thì đang xuất khẩu qua Nhật rất là nhiều. Nghe xin đâu xin có xuất nước qua Nhật mà hình như không biết là OEM hay là OEM hay là xuất theo brand nha, tại không thấy bên Nhật có. Tới hàng Việt Nam là thay kiểu xuất OEM tấm mát quá ha. Ừ, đúng rồi. Vĩnh Hảo hình như đang làm trong cái công ty mà có tên là Vivian ở Vivian đó hả? À, không, không phải Vivian. Đúng rồi, Varian hay là Varian. Nó có kiểu VV màu xanh xanh dương ấy. Xanh min chứ. Xanh min. Cái logo màu xanh min. Varian hoặc là Vivian gì á, 1.2. Ví dụ để nó nguội rồi sao? Nguội nó sẽ chuyển mùi thêm. Có đang ngửi thử. Quá ngon quá. Cái chai Vĩnh Hảo thì đang có cái logo này kèm theo này. Hiểu. Thì nó rất là không hiểu là hai công ty nó như thế nào, hoặc là cái brand riêng của Vĩnh Hảo chăng. Mà cái nước khoáng của Vĩnh Hảo uống một lần rồi thấy những cái hãng khác không bằng. Yes. Trừ cái Đảnh Thạnh Huyền Thoại ngày xưa. Đúng rồi. Cái đấy nó mới xịn sò. Đúng rồi. Tại vì nhà hay hồi trước ấy, anh chị khoái pha chế và biết rượu á. Có sẵn mấy đồng Huyền Thoại. Ở cái đã mua Evian. Đúng rồi. Evian đắt quá.